Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy Ngôi Làng Ma phần 4 của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội qua giọng đọc của Mạnh Cường. Ngôi làng thứ hai, làng Đố Kỵ. Ông Trịnh Dung Tân, trưởng phòng lập trình game của tập đoàn phần mềm máy tính họ Trần, đột ngột chết ở văn phòng, đã gây xôn xao dư luận. Sau khi khám nghiệm pháp y đã đưa ra kết luận ban đầu của ông Tân là chết do sơ cứng động mạch tim và đột quỵ. Với kết quả khám nghiệm đó, Đào Tử phải thở bằng mũi. Ở hiện trường khám nghiệm, Đào Tử đã nhanh nhẹn liên hệ với phía cảnh sát để tiếp cận tử thi. Trước không ông Tân chết, cô Đào Tử có phỏng vấn ông. Khi đưa những ghi chép trong cuộc phỏng vấn đó cho phía cảnh sát xem, cô Đào nhắc đi nhắc lại rằng trong khi phỏng vấn, ông Tân không có chút biểu hiện nào của người mắc bệnh cả. Những người hoài nghi cũng cho rằng ông Tân không phải chết vì bệnh. Mấy hôm nay, các đối thủ cạnh tranh về lập trình phần mềm trò chơi đã nêu ra một số câu hỏi cho tập đoàn viết phần mềm họ Trần. Phần nhiều họ cho rằng cái chết của lập trình viên Trịnh Dung có khả năng là do ông ta đã tiếp xúc quá nhiều với các trò chơi cảm giác mạnh và lo sợ cao độ. Đồng thời có cái chết đó, họ công kích các trò chơi cảm giác mạnh của công ty này. Ông ta muốn thoát ra khỏi cái trò chơi quỷ quái của Sơn Thôn, nhưng không còn cách nào thoát ra được, cuối cùng đột quỵ mà chết. Đứng trước dư luận, ông chủ tịch tập đoàn Trần Hoa không tán thành, cũng không phản đối. Ông ngầm tổ chức một đội ngũ luật sư giỏi để có thể ứng phó với cơ quan pháp luật bất cứ lúc nào. Cái chết của ông Trịnh có quá nhiều điểm nghi vấn. Đặt cây bút trong tay mình xuống, cô phóng viên Đào Tử nhấc điện thoại lên. Dạ alo, xin hỏi đây có phải là phòng lập trình trò chơi của tập đoàn phần mềm game họ Trần không ạ? Phía bên kia đầu dây đã được kết nối. Trả lời điện thoại là một người đàn ông, giọng vẫn còn trẻ. Xin chào ông, tôi là phóng viên báo Thân Báo. Đào Tử, xin hỏi khi ông Trịnh không còn nữa, công việc của quỹ công ty có gì ảnh hưởng và... Xin lỗi cô phóng viên nào. Đang trong giờ làm việc tôi không tiện trả lời cô được. Nhưng tôi có thể cho cô biết về một công ty tầm cỡ. Thì việc thêm hay mất cũng không ảnh hưởng gì đến công ty cả. Ông có thể cho tôi biết ông là ai không ạ? Tạ Phi, một trong những lập trình viên của công ty. Hiện nay tôi là quyền trưởng phòng lập trình của công ty thay cho ông Trịnh. Ông ta vừa dứt lời thì phía bên kia đầu dây cũng cắt điện thoại luôn. Tạ Phi à? Cô phóng viên cố nhẩm đi nhẩm lại cái tên này để đưa vào bộ nhớ khi phỏng vấn công ty. Thế rồi cô yêu cầu người đồng nghiệp cạnh bàn làm việc của mình cho xem lại cảnh chụp hiện trường vụ án. Tuy là phóng viên vừa tốt nghiệp trường báo chí hệ chính quy, nhưng Hồ Tử đã có tác phong và kinh nghiệm làm việc như người lâu năm trong nghề. Cậu ta nhanh nhẹn mang đến cho cô Đào xem lại toàn bộ ảnh chụp được ở hiện trường và nói: Chị à, chị còn dám xem lại ảnh chụp ở hiện trường vụ án này sao? Ghê chết đi được ấy. Cô Đào không đáp, chỉ lặng lẽ lật xem lại từng tấm ảnh hiện trường vụ án. Cô không thể quên được cái chết với khuôn mặt đầy vẻ run sợ của ông Trịnh. Khuôn mặt tuy đã chết, song vẻ khiếp sợ vẫn còn hằn lại rõ nét. Cả bộ phận trên khuôn mặt người chết đều nhăn nhúm, miệng há hốc đến nỗi như thể nhìn thấy cả ít hầu. Đôi mắt đờ đẫn trừng trừng lồi ra như muốn rơi xuống khỏi khuôn mặt. Đột nhiên dạ dày cô quặn lên, cô muốn nôn ọe nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói với Hồ Tử: Lát nữa em bảo với ông tổng biên tập là bản thảo chị đã viết xong, chỉ có việc gấp xin về trước nhé. Cô chạy khỏi phòng biên tập như thể bị ma đuổi. Tiếng gót giày cao gót nện xuống tầng hầm để xe rộng rãi, vắng teo cứ bong bong làm cô rất phản cảm. Một cảm giác ghê sợ vô căn cứ bỗng dấy lên trong tâm trí cô. Cô có cảm giác như có hàng vạn đôi mắt trong căn hầm vắng vẻ này đang theo dõi bước chân của cô. Lúc đó cô hơi hối hận vì đã về trước các đồng nghiệp để đến nỗi như thế này.
Cô vội lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa xe, rồi nhảy tót vào ghế ngồi. Đợi đến khi xe tự động đóng cửa thì tôi mới thấy nhẹ đi phần nào. Nhưng cô không vội đi ngay mà lấy chiếc USB từ trong túi ra. Đây là USB bị rơi khi chụp ảnh hiện trường vụ án. Khi cô chụp hình hiện trường thì chiếc này rơi ngay xuống bên chân cô, như thể nó có linh cảm với cô vậy. Cô cúi xuống nhặt lên rồi giấu đi, không cho các điều tra viên biết, và giấu luôn cả Hồ Tử. Không biết nguyên nhân cụ thể thế nào, nhưng cô linh cảm rằng chiếc USB này đã bị yểm bùa. Hễ ai nhặt nó là cuộc đời từ đó bắt đầu chuyển sang vòng đời sống trong sự sợ sệt. Cô không muốn nhiều người biết đến điều đó là vì như thế. Bôn ba vất vả mấy hôm, cô Đào hạ quyết tâm phải xem thử nội dung trong chiếc USB này. Mở máy tính xách tay ra, Đào Tử cắp USB vào máy. Bên dưới màn hình lập tức hiện lên, tìm thấy bộ nhớ mới. Đối với Đào Tử, việc nhặt được USB bị xem như là bước đầu cô rơi vào vực sâu. Còn việc muốn xem nội dung của nó cũng giống như đôi bàn tay vô hình sau lưng cô, đẩy cô rơi nhanh xuống vực. Chắc chắn rằng nội dung trong chiếc USB này là một trò chơi trong series Sơn Thôn mà trước khi chết ông Trịnh đã copy vào. Trên thị trường mới đưa ra trò chơi đời thứ 6 của series trò chơi Sơn Thôn, thế mà tập đoàn này đã cho ra đời trò chơi đời thứ 7. Phát hiện này làm Đào Tử kinh ngạc. Cô vội vã mở trò chơi ra. Lối vào Sơn Thôn lập tức hiện ra một cách kỳ quái, chiếm hết toàn bộ màn hình máy tính. Xin nhập mật mã. Trên màn hình hiện ra mấy chữ lạnh lùng, không lạ lẫm gì với trò chơi nhập file này nữa. Đào Tử nhập tên và mật mã một cách thành thạo. Tên tuổi của người mạo hiểm: Đào Tử. Giới tính: nữ. Sau khi các yêu cầu của trò chơi được thực hiện, lập tức hiện ra một dấu vân tay của ngón cái, khiến Đào Tử phải rợn hết cả người. Hệ thống yêu cầu cô chọn hoàn cảnh xuất thân: 1. Tội phạm truy nã. 2. Phóng viên. 3. Học sinh. 4. Buôn hàng lậu. 5. Thăm người thân. 6. Nhà thám hiểm. 7. Kẻ buôn đồ cổ. Trong 7 phương án lựa chọn đó, Đào Tử chọn 2 một cách máy móc, bởi vì bản thân cô là một phóng viên thật ngoài đời mà. Hơn nữa, Đào rất yêu nghề, thế là trên màn hình dần dần cảnh vật biến mất, rồi từ từ hiện ra một ngôi làng. Khi Đào muốn đi vào làng, đột nhiên vào tầm mắt cô một hàng chữ như để nhắc nhở, cảnh báo: lòng đố kỵ không cần phải có đất đai mới sinh sôi nảy nở. Chỉ cần một lý do đơn giản thì đã có thể làm cho lòng đố kỵ nảy mầm, sinh trưởng, nuốt chừng cả thân xác và tâm hồn. Đố kỵ à? Đào tự nói một mình. Trước mắt cô, một bản đồ kỳ quái xuất hiện. Trong trùng điệp núi rừng đang thấp thoáng một ngôi làng không tên. Đó là một ngôi làng nằm ở vị trí hẻo lánh, thầm u kỳ bí, trong một thung lũng cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vậy quanh là trùng trùng núi non hiểm trở, rừng cây già bạt ngàn tỏa ra một màu âm u đằng đằng sát khí, như muốn nuốt hết từng mạng sống của các cư dân trong làng. Tư liệu trên tay cho biết đó là ngôi làng nằm ở phía đông của một ngọn núi lớn. Tôi lật một bản đồ được vẽ bằng tay, chốc chốc lại nhìn sang hai cánh rừng xanh đen rậm rịt hai bên đường. Tuy là ban ngày nhưng vẫn có thể nghe tiếng chim kêu một cách quái đản, cứ chip chip trong bụi rậm. Dưới các gốc đại thụ, chốc chốc lại thấy cái bóng đen của những con quái thú chạy qua. Ở nơi rừng sâu núi thẳm, không có được cái cảm giác thư thái như khi ở dưới bóng cây, hay ở cánh đồng, mà ngược lại chỉ có những cơn kinh hoàng cứ hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ vì ngôi làng phía trước quá hẻo lánh, khuất lấp, tôi đã tra lại bản đồ của khu rừng núi tỉnh Sơn Đông, phát hiện thấy sự miêu tả rừng rậm trong bản đồ bất quá chỉ là đánh vài con số vào đấy. Nó chỉ chứng minh cho biết đấy là vùng núi hẻo lánh mà thôi.
Người cùng đi với tôi trong chuyến này là Thạnh Quân Mỹ, một đồng nghiệp của tôi. Làm việc với cô ta chẳng có gì là hay ho cả, nếu không nói là chán ngắt. Suốt quãng đường chúng tôi đều cẩn thận đề phòng, đề phòng đối phương sẽ giết mình rồi vùi thây nơi đồng vắng. Con lừa của chúng tôi cứ kêu ré lên từng tiếng. Tiếng kêu không giống tiếng quạ, nhưng nghe rất ghét tai, khiến ông lái xe phải quay đầu lại, nói với giọng đặc khẩu âm Sơn Đông: "Cô gái đến rồi, tôi chỉ chở cô đến đây thôi." Nhìn phía trước, tôi thấy một cây gỗ mục cắm vào trong đá núi. Bên trên có ghi dòng chữ màu đỏ: Đỗ Thôn. Gió bỗng thổi vù vù, con lửa cứ chốc lại nhảy lồng lộn, giống lên rồi đột ngột quay đầu chạy tít một mạch về phía sau. Chưa kịp xuống, nó đã lồng lên chạy quá nhanh, khiến tôi và đồng nghiệp Thạch Quân Mỹ ngã sụp xuống đất. Trực giác mách bảo con lửa đó đã thấy cái mà chúng tôi không thể thấy được. Nó có hoảng nên mới lồng lên tháo chạy như thế. Nghĩ đến điều đó tôi thấy rùng mình. Lão đánh xe cầm chặt dây cương và kéo con lừa lại, vừa chửi rủa nó. Cuối cùng ông ta lôi được nó về. Sau đó ông ta nhảy xuống xe, vội vàng đỡ tôi và Quân Mỹ dậy và nói: "Xin lỗi, thực tình xin lỗi hai cô. Không thể đưa hai cô đi được nữa. Trong ngôi làng có nhiều điều tà quái. Trước đây trong làng này có một trận đại dịch, người chết nhiều đến nỗi thiêu không kịp." Thạch Quân Mỹ không chút gì để ý đến lời nói của lão đánh xe, mở hành lý ra kiểm tra thử có vật gì vỡ khi ngã lúc nãy không. Tôi cho mày một cách bất mãn, làm thế nào để thể hiện là một phóng viên đạt tiêu chuẩn. Xem ra về vấn đề này cô ta còn quá thiếu kinh nghiệm. Trước mắt khi chưa có đối phương nào để phỏng vấn, thì việc đầu tiên là thu thập những tư liệu có liên quan đến ngôi làng này. Nhìn lại chiếc cọc gỗ ghi tên làng, tôi không khỏi kinh ngạc. Nó giống như là cái mốc phong thủy đánh dấu hết đất Bình Yên. Phía sau cái cọc đó là lãnh địa của quái dị. Biết có đại dịch hoành hành, thế tại sao không đặt các trạm phòng dịch đi? Ai nói là không chứ? Cứ hết lượt nhân viên này đến lượt nhân viên khác của trạm phòng dịch đều lần lượt mắc bệnh và qua đời. Họ chết oan sạch sành sanh, không còn một ai cả. Chuyện lớn thế sao không thấy thông báo gì trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ? Không lẽ tất cả mọi người lại cố giấu cái thôn này mắc bệnh sida? Cô Quân Mỹ nói. Giọng nói của Quân Mỹ tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Kể từ ngày cô ta bước chân vào phòng biên tập của tờ báo chúng tôi đã không hài lòng với thái độ làm việc của cô ta. Câu nói vừa rồi của cô rất dễ bị người ta từ chối phỏng vấn. Cứ như thế thì không có cách nào để tìm hiểu kỹ vấn đề, thu thập tư liệu được nữa. Quả nhiên, ông lão phu xe không trả lời. Ông ta nhảy phát lên lưng lừa, lẩm bẩm: "Ngôi làng này, kể từ mấy năm trở lại đây, ít thấy ai ra vào. Người ta đồn rằng trong làng này có mầm dịch, hễ dính vào người là toi mạng như chơi." Nói xong, ông lão đánh xe chạy một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại, rồi từ từ mất hút sau rừng cây. Tôi và Quân Mỹ đi bộ đến phía cọc gỗ có ghi Đỗ Thôn. Có phải là người trong làng đều mang họ Đỗ nên mới đặt tên là Đỗ Thôn không? Quân Mỹ hỏi. Nếu thế thật thì nên gọi là Đỗ Gia Thôn mới đúng chứ. Tôi sờ lên cọc gỗ bám đầy bụi. Vừa rồi ông lão đánh xe bảo đã mấy năm rồi không có người nào vào đây. Vậy tôi nghĩ chữ Đỗ trong Đỗ Thôn này có nghĩa là tuyệt đường qua lại đấy. Đương nhiên cách nghĩ của cô Quân Mỹ không giống tôi. Cô ta cười khẩy có vẻ mỉa mai, rồi một mình tiến vào trong thôn. Lần phỏng vấn này là để đăng tải tập tin tìm hiểu những ngôi làng ẩn giấu không tên của tòa báo chúng tôi. Vì hiện nay những thông tin chuyên về làng mạc rất được độc giả quan tâm chú ý. Thế là tòa báo chúng tôi quyết định phân cử hai người thành một tổ để đi tìm hiểu phong tục tập quán, phương thức sinh hoạt của những ngôi làng bị lãng quên này. Tôi đi theo sau Quân Mỹ, tiến sâu vào làng. Đây là một ngôi làng bị xã hội quên tên, bỏ rơi. Đi khoảng 5 phút, đầu đầu cũng là một cảnh tiêu điều. Đất đường mọc đầy cỏ hoang rậm rạp trên cả lối đi. Điều đó cũng chứng minh được rằng đã lâu
ngôi làng này rất ít người qua lại. Xa xa, tôi và quân Mỹ đều nhìn thấy mái nhà tranh khá hoàn chỉnh. Đó là một ngôi nhà khác hẳn với những ngôi nhà siêu vẹo khác trong làng. Từ ngoài nhìn vào, tôi có cảm giác là ngôi nhà này quá ẩm thấp, nóc nhà trầm ngâm trông điêu tàn. Nó dường như không chịu được cái cảnh tiêu điều đó và có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Thấy tôi đứng lại không đi, quân Mỹ tỏ ra bất mãn rồi một mình tiến vào trước cổng ngôi nhà. Tôi cũng rất muốn đi cùng, song hai chân bị cắm sâu xuống đất, không thể bước lên được. Một dự cảm bất thường bỗng chiếm lấy cả tâm hồn và thể xác tôi. Tôi muốn gọi tên quân Mỹ, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy, không thể lên được tiếng. Đột nhiên, có một tiếng thét lớn vọng từ mái nhà tranh, làm vang vọng cả núi rừng. Tiếng kêu ghê rợn, như tiếng giống cuối cùng của quỷ dữ trước khi tiêu tan, vĩnh viễn trong vũ trụ vô cùng. Nó chứa đựng cả khối dư của sự tàn ác. Tiếng thét đanh đá như cắt vào từng mạch máu trong cơ thể, khiến người nghe như vỡ gan vỡ mật. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng ngừng đập. Một nỗi kinh hoàng ghê gớm chiếm lấy tâm hồn tôi. Cảnh vật xung quanh tôi dường như đang xoay chuyển. Tôi bắt đầu tự trách tại sao lại để một mình quân Mỹ đi vào nơi bí hiểm đó. Hai chân tôi bắt đầu có cảm giác tôi nhào vào ngôi nhà tranh đó. Vừa lọt vào trong, cả thân mình bỗng có cảm giác như rơi vào một nơi âm u hoang lạnh. Rõ ràng là giữa mùa nóng nhất trong năm, tháng 6. Thế mà tôi bỗng cảm thấy mình như đang ở trong động băng. Cái lạnh cứ thấm dần vào xương tủy. Điều khiến tôi bàng hoàng nhất là quân Mỹ vẫn ở trong đấy một cách bình an, như hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy tôi chạy bán mạng vào nhà, cô ta cất cao giọng: "Nếu chỉ sợ thì cứ đứng ngoài mà chờ ấy." Câu nói đó không phải xuất phát từ sự quan tâm, từ tình cảm, mà để chế giễu trầm trọng. Tôi quay đầu lại. "Như thế nghĩa là thế nào? Cô gọi to như thế để hù dọa ai chứ?" Quân Mỹ không nói, chỉ lén lại phía tôi ánh mắt khinh miệt. Lần đi công tác này, cả hai chúng tôi đều không có ý định hợp tác, mà mỗi người lại theo đuổi một mục đích riêng. Dù cô ta và tôi chưa từng hợp ý nhau, nhưng hành động vừa rồi của quân Mỹ làm tôi thấy sự việc quá ư nhiều khê. Tiếng gọi thất thanh kinh thiên động địa kia vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Nếu không phải sự kinh hoàng tột độ thì chắc không thể phát ra thứ âm thanh đó được. Với thời gian tôi chạy từ ngoài vào, thì nếu quân Mỹ thực sự sợ hãi, chắc chắn cô ta sẽ không trấn tĩnh lại nhanh như thế được, trừ khi có kẻ thứ ba nào đó giấu mặt. Ý nghĩ đó khiến một cảm giác rờn rợn cứ trào lên trong tâm trí tôi. Bất giác khắp người tôi sợn hết cả gai ốc. Trong căn nhà ẩm thấp đầy vẻ âm u, chẳng có chút biểu hiện gì là đang có người cư trú. Trên mặt đất loang lổ những tấm chiếu cói đã rách nát cũ kỹ, khiến người ta liên tưởng đó là những tấm chiếu bọc thây người. Đồng nghiệp của tôi không tin là có tà ma, lại gần vén chiếu lên. Một mùi xác thối hừng hực bốc lên, vô số ruồi xanh vo ve ập đến. Trong cơn hoảng loạn, tự nhiên ruột gan tôi như muốn lộn hết cả ra ngoài. Tôi vẫy tay đuổi đám ruồi trước mặt. Dù dưới chiếu chẳng có gì, nhưng cũng khiến cho người ta chán ngấy cái căn nhà bẩn thỉu này. Tôi không dám suy nghĩ gì nhiều, chỉ vội vã kéo đồng nghiệp thoát ra khỏi căn nhà. "Làm cái gì thế?" Vừa ra khỏi cửa, quân Mỹ vội vùng vằng giật tay khỏi tay tôi mắng: "Chị đúng là chẳng có lòng yêu nghề tí nào, mới chỉ có thế mà đã khiếp vía. Trông bộ dạng chị kìa." Tôi chửi thầm: "Nếu mày có gan thì đừng để tao kéo mày ra chứ, thế mới là người có gan chứ, cứ làm ra vẻ." Tôi nghiêng mình toàn ném trả cô ta mấy câu thì bỗng nhiên khựng lại không nói được. Tim tôi bỗng như ngừng đập. Trong khi tôi đảo mắt về phía quân Mỹ thì cánh cửa ngôi nhà tranh sau lưng cô ta bỗng thấp thoáng, như có người đang đưa đẩy cửa ra, và bên trong căn nhà mập mờ tối sáng. Tôi thoáng thấy hai đốm sáng lập loang như đôi mắt ai chứa đầy thù hận đang trừng trừng nhìn vào tôi. Dường như có vật không tên gì đó đang đăm đăm nhìn về phía cánh cửa. Lúc đó tôi thấy hơi thở mình dồn dập, thân thể
nhũn ra và run lên bần bật. Ngoài ra, tôi còn nghe tiếng thở hổn hển của ai nữa. Tuy mơ hồ, xa xôi, nhưng nó tồn tại thực sự. Có người! Quần Mỹ la lên. Lại một lần nữa làm tôi giật mình. Chẳng lẽ cô ta cũng có cảm giác đó? Đào Tử, chị xem sau lưng chị kìa. Cô ta vừa dứt lời, toàn thân tôi cỏ xuống lại. Tôi phải quay đầu nhìn. Già đó là một bà lão gầy đét, nước da vàng vọt, đang đứng sau lưng tôi. Bà lão mặc quần trùng rách tả tơi, không còn phân biệt được màu gì nữa. Đầu tóc thì rối bù, sợi trắng sợi đen, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu như vết dao cắt. Trước đây tôi từng nghe một câu chuyện cười, có một bà lão đã lăn chết con ruồi bằng những nếp nhăn trên trán của mình. Nay liên tưởng lại những gì xảy ra trong căn nhà vừa rồi, cộng với sự xuất hiện thêm của bà lão trước mặt, câu chuyện cười đó khiến tôi buồn nôn. Bà lão trừng mắt đờ đẫn, hai con người mở đục như muốn rơi ra khỏi mắt, đôi tay gầy gò co quắp như dây cát bằng khô, mồm lẩm bẩm điều gì cứ như đang đọc những câu thần chú nguyền rủa độc ác nhất trên thế gian này. Quân Mỹ tiến lại gần, chìa tay ra phía bà lão. Tôi đoán chắc là cô ta muốn bắt tay bà ta. Chúng cháu đến đây để tìm hiểu, xin hỏi... Nói chưa dứt lời, Quân Mỹ bỗng nhiên khựng lại. Cánh tay trắng nón của cô ta đã bị bà lão cào xước đến chảy cả máu. Cháu chỉ hỏi thăm, bà làm gì vậy? Quân Mỹ có thói quen là khi nào phỏng vấn, nếu bị cự tuyệt, cô ta thường mang máy ảnh ra chụp lấy khuôn mặt đối phương. Thông thường, với hành động đó, cô thường bị đối phương đuổi đánh. Nay, cô cũng vội vàng lấy máy ảnh ra, quả đúng như tôi dự đoán. Tôi chưa kịp ngăn cản, thì cô ta đã bất đút chụp thật nhanh. Cái thoáng chớp của máy ảnh dường như đã làm bà lão nổi trận lôi đình. Bà nhảy sổ về phía chúng tôi. Khi bà lão nắm chặt lấy đầu tóc Quân Mỹ, thì cái bốn bề vắng ngắt như đồng hoang bỗng hàng hàng lớp lớp người xuất hiện. Bọn họ già có, trẻ có, ai nấy đều có đôi mắt hùng hãn, đờ đẫn giống nhau. Họ cứ xông lên như bị ma làm, ngăn cản tôi và Quân Mỹ. Dừng tay lại, chúng tôi là phóng viên, chúng tôi không có ác ý gì đâu. Tôi nhắc đi nhắc lại thân phận mình cho bọn họ nghe. Nhưng ngược lại, họ càng làm dữ hơn. Họ giống như những người chết bị thầy phù thủy điều khiển, cứ thế mà xông lên cướp lấy hành lý của tôi. Họ hô chân múa tay, giã cho chúng tôi một trận như vũ bão. Trong tầm nhìn lay lắt, tôi thấy Quân Mỹ đang lấy máy di động ra. Không biết giờ này cô còn gọi điện cầu cứu ai được nữa. Nước xa không cứu được lửa gần. Chúng tôi lạc vào tình cảnh dở người dở quỷ của bọn họ. Tuy trông giống người, nhưng thực ra họ là những con thú. Chiếc di động trong tay Quân Mỹ chẳng biết do ai đâm rơi ngay xuống đất, tách một tiếng, rồi họ dẫm đạp lên nó tan tành. Quân Mỹ gào thét hết cả hơi, nhưng những người trong thôn không tha, cứ lôi bừa cô ra giữa đất. Tôi chỉ biết trần mắt nhìn Quân Mỹ trong cơn hoảng loạn. Chiếc áo trên mình cô đã bị xé toác. Mấy người trong thôn cùng loạt tiến lên, kéo thẳng Quân Mỹ vào sâu trong làng. Tầm nhìn đã mơ hồ, không còn thấy gì nữa. Mặt đầm đìa nước mắt, tôi bó tay đứng nhìn đồng nghiệp bị bắt, không còn chút sức lực và ý chí chống trả nữa. Chạy trốn, điều duy nhất bây giờ là chạy trốn, như thế mới có cơ may mà sống sót. Thời gian không cho phép tôi suy nghĩ nhiều. Tôi liều mạng cắn cho kẻ đang nắm chặt tay tôi một miếng to. Nó kêu thét lên, rồi nhân lúc đó nó buông tay, tôi tháo chạy thoát thân. Tiếng reo hò đuổi theo cứ bám theo sau tôi. Tôi chạy như điên cuồng, lao đi như thể để kết thúc một sinh mạng. Đến khi dừng lại, tôi không biết mình đã ở đâu trong ngôi làng này. Trước mắt tôi là một con suối nhờ nhuốc. Tôi ngồi xổm xuống bên suối, ngắm nhìn lại khuôn mặt đang cơn kinh hãi của mình. Từng cơn gió lạnh thổi buốt tim gan. Nhắm mắt thiếp đi, hai điểm sáng như đôi mắt đầy thù hằn trong ngôi nhà lúc nãy lại hiện về trong tôi. Tôi tin 100% rằng đấy chính là hai con mắt. Màu trời đã chuyển từ vàng nhạt hoàng hôn sang màu đen sẫm, rồi màn đêm đen ụp đến. Côn trùng thú dữ, chim muông ẩn nấp sau những lùm cây, cất tiếng kêu thảm thiết khê hồn không dứt. Không khí bức bối, ngột ngạt,
sốc làm tôi phát điên lên mất. Hai tay tôi giờ đã run như cầy sấy. Đột nhiên sau lưng vọng lại tiếng bước chân người. Tôi quay ngoắt đầu, bỗng có một đôi tay lạnh ngắt chụp lấy vai tôi. Mặc dù đôi tay đó thấm đầy khí lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy người nóng ran. Vội vã tôi co người lại. Đã lâu không có ai đến ngôi làng này, sao hôm nay lại xuất hiện hai cô phóng viên tay chân mềm mại yếu đuối này chứ nhỉ? Nghe giọng nói của gã mới đến đây, tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là gã thanh niên trạc tuổi chúng tôi. Hắn rất ngạo mạn, hắn mặc một bộ đồ thể thao trông khá tươm tất, không giống như cách ăn mặc của người dân trong làng. Tôi đoán hắn không phải là dân bản địa, hắn đã biết chúng tôi là phóng viên. Xem ra hắn cũng đã nhìn thấy cảnh tôi và quân Mỹ bị bủa vây lúc nãy. Tôi muốn biết tại sao chúng ta đều là người ngoài mới đến, nhưng cậu lại được tự do đi lại trong làng, còn chúng tôi lại bị họ vây đuổi như thế. Gã thanh niên hơi ngạc nhiên khi tôi biết hắn không phải là người dân bản địa ở đây. Bọn họ luôn có thái độ bài xích người ngoài đến, còn tôi là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Nhưng tôi thấy phương pháp tiếp cận của các cô quá cứng nhắc và máy móc. Máy móc ư? Phóng viên thì phóng viên, chứ nếu phản đối diện với người thổ dân trong rừng cũng không nên tươi cười nịnh nọt để dò thăm tin tức chứ. Họ không phải là thổ dân, cô phóng viên ạ. Tôi có chuyện cần bàn kỹ với cô đấy. Nói xong hắn quay phát người lại chạy một mạch. Hắn như đoán chắc rằng tôi sẽ đuổi theo. Sao tôi phải tin anh chứ? Đồng nghiệp của tôi đang trong tay bọn họ kia kìa. Tôi chạy theo sau gã hỏi tới. Hắn chẳng thèm quay đầu, cứ thế chạy thẳng một mạch và còn tỏ ra rất cao ngạo. Gã nói, cô còn được phép lựa chọn nữa sao? Nếu cứ nấp trong bụi cây này, sớm muộn gì thì họ cũng phát hiện ra. Quả thực tôi còn không còn cách nào khác. Tuy trong lòng không đành, nhưng cũng phải chạy theo hắn, đuổi kịp đến cổng nhà hắn. Hắn quay đầu tự giới thiệu đơn giản 4 chữ. Tôi tên là Vườn Hầm. Tôi tên là Đào Tử, phóng viên lưu động của Thân Báo. Tôi lễ phép đáp lời.